Bông dương rơi bằng mang thay bằng rơi bị bay thay ngay bông dương từ nơi nào bình tại nơi tiệt chùa bông bạn nơi này bằng mang chân nào mày nhóm tập này buôn khai bông bạn bị muốn nơi nào vậy chứ bị muốn nơi tiệt chùa đại cái nơi khơi mà nơi lượt tập bình nơi tiệt chùa tới dương rốt ở ruộng nhà ca chầm này tiệt chùa lắm bông bạn hơi cả màu tình tiệt kề nơi lượt tập nữa bạn tinh to bị kề tinh mà pon đà lạt ai dương tinh nhưng tinh nằm bay tận nơi rồi còn nằm bay chỉnh trăm trái rồi còn chẳng mệt đây tinh nằm bay ruộng nơi bông ruộng nơi sọt tại mình ba ruộng nơi rồi ta dương phơi ca ai chẳng tới việc ba chầm này nên lại chùa tới hay chẳng chẳng và tới pin nâng tới dương tới nơi tiệt chùa rồi mà đâu ba tới pin nâng tới dương người tới tiệt chùa rồi vậy rồi tới xong phải ra say say rồi bỏ dương nâng tiệt rồi còn say say để dương rửa giờ tôi tụt này nắng họ cả lại cho nhà kê bông và vừa dựng ăn miên cả lại tục phong còn ngày đi cứu xa miên xem chắc màn nè đấy miên xem chắc pram nè thằng phổ phồn cồn bay anh nói thế mà trong mà nơi lướt tưng chắc mà vừa về thu nó ca chầm nải mà bạch bằng khay tiệt chùa chắc nghe bông và ở nhà thố ca để tính cái miên ca thu school anh mới đằng lư mới tiếp về để dừng thư cả tình luôn có prap đại thà kề đối thà cầm phong đặt đánh chấn á rồi dương tình những bà thờ cho dương prap cọt chấn vừa dương nơi nâng tăng vì chất xâm buồn mà hỏi là về chân tới cọt cọ tam tôi thấy có mấy tam tình nào tới chân dương mình ra mình đăng nghe cả tình tức tình tia lừa tức nó về hà nội phơi cái buồn đấy nó tự tình ba nâng người ta mới tới người ta dương nơi hàng lớn có dương bị cho nâng chi về hiệp mà đặc biệt dân tinh tới dân ở tầm đó như khi dân bạn nơi đây phụ là tới bay của xa đâu thì anh mới nơi bay của xa đâu và miền chừng trăm tây chừng trăm ấy kia tí ớt mọt phò người rồi nơi từ nã nơi thôi mà đà vui chẳng mấy đây chúng tôi chầm nạt ca rồi bỏ nhà thôi đi thanh niên bình và có tờ phơi chứ cái chầm nạt ca bỏ rồi cho tháp bát phơi nó cứ trăm tây cái bọn phụ đam bay ơi bà than xa tới chẳng nào bọn dương mưa tới khơi như chân men ca đại ru nơi đồng bào dương nước miền ca bắt tô băng say say sau bài giảng nó lướt tức chân men rồi cứ chẳng mày ba về chân men bằng hơi chân ba miền ấy chỉ ca piêu niu cái đó thì khi là tháp bị bão bắt về sân chỉ á trong piêu trong piêu niu đó thì là tháp bão rồi thà sau mọi cọt miền đầm nọ sai chấm phu đôi thà bị chia chôn đã gọi miền tây chấm rộp đây đây thì ấy sẵn là bật bật cọt ấy chẳng nào bông và rồi tôi cho phụ nhóm mới bắt chị ở miền đây thì nó khẳng lưu mấy nói nhóm có mình chăng mà luôn nơi đây chăng đấy bọn vừa tạt to là hỏi chăng có mà nơi mà tam tận nào sân tư